Bây giờ xin mời bà con mình cùng nghe bài của Phan Nhật Bác, The Vietnam Exodus, về miền đất xưa. Câu chuyện này bổ túc thêm cho bài Thiên Nga Vỗ Cánh. Và bây giờ xin mời bà con mình nghe tập 1. Tôi về căn nhà xây xong bỏ trống chưa bán được vì COVID-19 của ông con. Căn nhà trống trơn không nước nóng. Đi vội, tôi không mang theo bất cứ thứ gì ngoài vài gói mì gói, không muỗng nĩa, không khăn tắm. Tôi đi như người tị nạn chạy trối chết ra khỏi nhà, với vết trăng cắn trên tay, một vết cắn nhá lửa của hiền thê nhớ đời. Bắt đầu viết về Exodus của dân Do Thái Việt Nam. Gia đình tôi lủng củng vì chuyện viết lách của tôi. Khi bà xã phát giác ra cái quá khứ lẫy lừng gái gú của tôi, bà không vui, nói tôi chỉ sống với quá khứ. Một trận cãi nhau, vợ hiền nổi giận, biến thành bà la sát, xuất chiêu cho tôi một vết cắn. Tôi tẩu vi thượng sách, tránh voi không hổ mặt nào. Phone cho ông con lấy chìa khóa và mật mã alarm. Từ nhà tôi đến đó chỉ có 30 phút, mà tôi đi tìm hơn 3 tiếng đồng hồ. Chạy vội quên đem theo kiến lão, tôi chẳng thấy gì trên bản đồ GPS vì lâu quá không upgrade. Vùng nhà thằng cu của tôi là vùng mới, chưa cập nhật trên bản đồ. Trời lạnh mà mắt mũi tèm lem, xăng thì sắp cạn. Cái iPhone cũ quá, màn hình chập chờn lúc tắt lúc mở. Khổ cái thân già gần 70 tuổi còn chạy tị nạn. Kỳ này hơi căng ngà ngang. Sứ đau anh đời này, đàn bà quyền hãm ghê lắm, cảnh đàn ông bó tay, giá nào cũng đem theo cái laptop để viết bài, nên tôi đưa lưng ra đỡ ôm nó vào lòng chạy cho lẹ. Nguyên buổi sáng tôi chỉ có vài cọng mì nhét vào bao tử, đến khi tìm ra được căn nhà của ông con tôi đói phờ người. Nước nóng không có, tôi nhai đại mì khô uống ngụm nước lạnh, nửa khuya đau bụng dữ dội. Lạnh quá, căn phòng rộng với cái sleeping bag trong xe đem vào chui vô vẫn còn lạnh. Tôi lúc nào cũng phòng hờ cái sleeping bag. Khi bà xã nổi giận thì vụt ra xe chung vào cho qua đêm. Nằm nghe mưa khuya rơi tí tách, từng giọt thảnh thơi không vội vàng, không nôn nóng, xuống mảnh đất chưa tráng xi măng sau nhà. Không ngủ được vì lạ nhà. Choàng dậy, lấy cái laptop mang theo để viết câu chuyện này. Tôi nhắn với ông quý tử, nếu mẹ gọi thì cười hè hè, đừng nói gì hết. Mọi chuyện rồi sẽ qua, ok son. Ông con tôi dễ thương cái tánh này, cha mẹ gây gổ làm gì tùy ý. Chui vào phòng với cái laptop, nhắc cái earphone vào là quên sự đời. Chuyến đi của Exodus, chiếc tàu được mua từ một bãi phế thải gần trại tị nạn Songkhla, Thái Lan, 1.000 USD. Chỉ cái vỏ cái máy đã gỡ bắn sắt vụn. Vỏ tàu còn khá tốt. Theo một ông hải quân công xưởng thẩm định, ông này trong nhóm của chúng tôi từ Mỹ sang Úc cùng đi. Sau khi từ Swan Hill về, tôi lao đầu vào nhà máy cày chết bỏ, đi theo bạn bè nhậu nhẹt bù khú vì chuyện tình tan vỡ, rồi tính chuyện làm một chuyến hồi hương, mang theo một nỗi đau trong tim. Tôi muốn quên hết nên xung phong về Thái Lan, điếc không sợ súng. Hành trang chỉ vài bộ đồ và sức khỏe luyện tập hơn 3 tháng về mưu sinh thoát hiểm. Dù đã học qua, tập ăn ít, chịu nắng mưa, rồi lên đường đi Singapore bắt xe đò. Hơn 3 ngày đường từ Singapore về đến Nam nước Thái vào trại Songkhla, tuyển được vài ông danh ca và cựu lính Việt Nam Cộng Hòa. Theo về thủy thủ đoàn được hơn 20 ông. Nhìn con tàu phơi nắng trên bãi cát vàng ối và rặng phi lao già, chúng tôi ngán ngẩm. Anh Sáu thẩm định và cho biết tiền bạc bao nhiêu để hoàn thành chuyến đi. Anh Sáu, người sĩ quan hải quân công xưởng từ Mỹ về, trầm ngâm. Chắc khoảng 5.000 USD nữa mới ra khơi được. Chúng ta phải ghé Singapore đậu ngoài hải phận, nhận súng M16 quân đội họ phái thải cho mình gần cả 100.000 viên đạn. Đây là công sức của bên ngoại giao. Ông Lý Hiển Long cho với một điều kiện là tự vận chuyển.
Lý Hiển Long lúc này là Thứ trưởng Quốc phòng. Em và thằng Lôi Hổ trở ngược lại Singapore để ký nhận ngăn. Anh Sáu chức lớn hơn tụi tôi ra lệnh. À, còn cánh trên bổ thiền sao? Thằng Lôi Hổ và Nhảy Dù lo, em theo chiếc tàu này với anh sau khi nhận xong vũ khí họ cho. Gần một tháng cạo và hàng lớp vỏ tàu trước con mắt của nhà cầm quyền Thái. Họ làm ngơ theo lệnh từ ông tướng ủy ban an ninh tình báo ở Bangkok. Tôi hỏi anh Sáu chiếc tàu này cỡ bao nhiêu tấn. Anh Sáu nói, 40 tấn đáy sâu chạy đầm nếu chở nặng. Máy vừa mua xong của Kubota, 6 máy mạnh lắm của tụi cảnh sát biển Thái, bán phế liệu. Mình mua quá rẻ, 500 đô la. Chỉ thay bạc, dinh còn tốt. Anh vừa tăng trang xong. Không lẽ mình nhét hết lên chiếc tàu này rồi đổ bộ lên cây gà sau anh? Có tin gì bên trong chưa? Có, họ cho người ra đang ở Bắc Thái để thanh lọc lại. Mẹ, sợ tụi bộ nội vụ cộng sản nó cài người thì chết cả đám. Ý anh Sáu nói là đám tình nguyện từ trại tị nạn nhập vào chuyến đi. Bộ nội vụ sau này thành bộ công an. Nhóm Lê Quốc Túy đang nhận yểm trợ của tàu cộng. Họ bán tiếng làm ăn chung với mình. Anh chưa biết tính sao. Chờ trên mà mấy ông bên quỹ viên con mẹ gì đó lèo phè quá, tiền sắp cạn rồi, không khéo đói cả đám. Tôi bỏ đi ra biển khi nghe anh Sáu nói đến tiền. Làm chuyện con tàu này, tôi và bạn bè phải tự bỏ tiền túi ra cho chuyến đi và nhờ sự đóng góp của cảm tình viên nhỏ giọt hàng tháng chi cho. Tiền phương là chúng tôi, số còn lại bao cho các quan di chuyển công tác, còn vác thêm vợ theo. Lụi hội thì đến ngày tôi phải qua Singapore với thằng Lôi Công, cuộc hẹn với ông kẻ của Bộ Quốc phòng Singapore tại một căn nhà đường Elizabeth. Không gặp quan lớn mà gặp một ông đại tá tình báo. Ông cho điểm hẹn trên biển và ngày hẹn để nhận số súng phế thải và đạn dược, máy truyền tin. Có gì lấy nấy, kể cả đồ hộp của Mỹ gần quá đát. Lúc này Việt Cộng đang chiếm Campuchia, thỉnh thoảng cũng vi phạm biên giới Thái. Khi đội tụi Khmer Đỏ chém về về nơi an toàn, nên Singapore yểm trợ chúng tôi vài trăm cây súng M16 vì họ đã có SM-17 nhái y hệt M16, nhưng tốt hơn một chút là không kẹt đạn bất tử. Ông Lôi Hổ và tôi đã bắn thử loại này, nhưng nhìn có vẻ hơi thô, không bắt mắt súng nội hóa của họ. Xong việc, chúng tôi vụ qua Mã Lai để gặp một số cảm tình viên và điêu một hợp đồng cung nước dừa hộp cho một tiệm tạp hóa ở Sydney. Ông chủ một công ty làm nước dừa đóng hộp mời về nhà máy đồ sộ ở ngoại ô Kuala Lumpur, đãi một chầu tại nhà hàng Golden Buffalo. Có món nem nướng Việt Nam mà ông tị nạn nào đó đã dạy cho họ, nhưng ăn dở ẹt. Đang ăn thì từng đàn ruồi tấn công nhào vào chén nước mắm. Tôi đành buông đũa ngồi ngó, chẳng ai ăn nữa. Làm ông xì thẩu tàu quê, ông chửi tên chủ nhà hàng một tràng tiếng Mã Lai. Ông tưởng tôi không biết, tôi cô gái Indo bằng thứ tiếng của họ, nhuyễn nhừ. Tôi nói, Tarimasaki ba nhắc, làm ông xì thẩu khoái chí cười nói, mày biết tiếng tụi tao mà giấu. Thôi, tối nay ba đứa mình xuống phố, tao bao hết. Theo anh xuống phố đêm nay tôi còn ngất ngất cơn say. Sao, thằng Lôi Công? Tôi hỏi ông bạn, chơi luôn, mẹ tiền chùa tới bến luôn. Mà tao sợ bể bô, mẹ, tụi gái ở đây bệnh lậu dữ lắm. Sao mày biết? Tao bị một lần khi nằm chuyển tiếp đi Mỹ. Hey, ngọc cha mẹ mày tị nạn mà cũng công nô bò cởi, tao bái phục luôn. Ông xì thẩu nghe tụi tôi đấu nhau tiếng mít, ông lắc đầu nói, English please, chúng tôi ok. Tâm sự kẻ sang tần không biết chuyến về miền đất hứa lành dữ thế nào, tụi tôi hưởng được cái gì cứ hưởng say một đêm, trong vòng tay ma nữ gốc tàu rồi xong từ giả ông xì thẩu lộng ngược về Nam Thái. Thằng Lôi Công có lệnh về Bắc Thái, tôi ở lại với anh Sáu chờ chuyến ra khơi. Em chọn tên cho con tàu đi. Thì mình đã chọn là Exodus rồi mà. Tôi lấy sân vẽ lên chiếc tàu hàng chữ màu xanh dương rồi đứng ngắm. Thì bên cảnh sát kiểm ngư Thái đến mang giấy tờ hợp lệ là con tàu đánh cá được đăng ký tại sông Kla, chủ thuyền là một ông người Thái, do tình báo Thái đứng tên. Thanh lọc hết số thủy thủ, tụi tôi chỉ còn 15 người thủy thủ đoàn toàn cựu lính Việt Nam Cộng Hòa cho chắc ăn.
Giờ N đến, tiếng máy tàu nổ giòn tan, tất cả sẵn sàng qua Singapore nằm chờ. Ngoài hải phận chồng lấn với Mã Lai chẳng phân biệt được, thì cảnh sát biển Singapore hú còi in ỏi chặn đầu khi chúng tôi vô tình lấn vào. Anh Sáu cho lui ra mặt biển đen nghịch sóng êm, thì từ hướng bờ một chiếc Costco nháy đèn, chúng tôi nháy đèn đáp. Cả hai chiếc cảnh sát biển và tuần duyên gặp lại thì cảnh sát biển rút lui. Súng và đạn dược chuyển sang cho chúng tôi nhanh lẹ xong, họ biến không một lời. Dường như họ nhận lệnh là câm như hến, và chúng tôi cũng vậy. Chiếc tàu Exodus chạy ngược về hướng quần đảo Natuna của Indonesia, lấy phương giác rồi ra khơi hướng về biển Việt Nam, do ông thiếu úy hải quân bên Mỹ về lái. Chúng ta sẽ đến hải phận Việt Nam 3 ngày sau, nếu biển êm như vậy. Không một ai nói gì, tất cả im lặng. Thằng Lôi Công không biết bây giờ nó đang ở đâu. Tôi chợt nhớ nó, thằng bạn lúc nào khổ sở buồn vui cũng có nó. Còn thằng Linh thì cũng B-15 không biết giờ ra sao. Cả ba chúng tôi từ trường thiếu sinh quân ra, giờ chỉ còn 2 thằng. Tôi đang nhớ về nó, bọn tôi gia nhập một tổ chức để trở về khôi phục những gì đã mất. Tuổi trẻ còn máu nóng, không biết thực tế nó như thế nào. Như con trâu, hễ thấy địch là hút vào, chẳng suy nghĩ lung tung. Chạy xuống hầm chiếc tàu, nhìn mớ súng M16, rất tốt. Tụi lính Singapore chắc chỉ bắn vài viên là cùng. Nó đâu có chiến tranh. Nhưng về quốc phòng nhất Đông Nam Á, lúc này được trang bị những vũ khí tốt và hiện đại nhất. Anh Sáu, súng còn mới quá. Theo như anh nói, họ đón mình ngoài khơi mũi cây gà. Anh nắm vững chi tiết hơn em, mình đổ bộ luôn bỏ tàu hay về lại. Chú lên bờ theo họ và đám người tình nguyện, anh trở ra làm chuyến khác như con tàu chuyển vận theo như dự định. Mân mê M16 trên tay, tôi chợt nhớ đến 10 thương trong khi học ở trường quân sự về cây M16 này. Một thương tay trái nâng nòng, 2 thương anh ngắm chiếu môn, 3 thương mắt hướng đầu ruồi, 4 thương anh kẹp em vào má anh, 5 thương anh mở la phanh, 6 thương anh bắn liên thanh đì đùng. Còn 4 cái thương nữa tôi quên mất, hỏi ông hải quân lái tàu, thì ông cũng bù trất, hút thuốc phun khói mịt mù. Đi được hơn nửa đoạn đường thì có 4 ông đội ý đòi quay lại trại sông Kla. Con đường 682 miles đã gần phân nửa, trong tay họ súng đạn lên nòng. Tôi và anh Sáu cùng ông lái tàu là từ ngoại quốc về, 12 ông còn lại theo từ trại tị nạn. 8 ông khác thì lưỡng lự không dứt khoát. Anh Sáu cho tắt máy thả trôi, ra sức thuyết phục thì một tên trước kia là việc động quân, bắn cái đồng lên trời, tiếng đạn vang dội trên biển vắng, lúc này đang ở hải phận quốc tế. Chúng tôi chỉ có 3 người đành bất lực chiều theo ý mấy ông. Anh Sáu nói lớn, trong tất cả các anh nào muốn vào lại trại tị nạn thì giơ tay lên. Tất cả 10 cánh tay đưa lên quyết đấu tranh cho hòa bình công lý, như bài hát chiến tranh chính trị ngày xưa. Còn lại 2 ông cựu lính hải quân đồng ý theo chúng tôi, không đổi ý. Vừa mới khởi đầu, đã có trục trặc chắc không khá được. Về đến vùng biển sông Kla, tụi cảnh sát biển quần sát quá, neo tàu lại bến liên lạc với Bangkok, xong mọi việc các ông nổi loạn vào trại. 2 ông hải quân cũng biến theo, chúng tôi chơi với. Anh Sáu, mình chơi luôn 2 bỏ cuộc anh Sáu. Còn anh Liêm người sĩ quan tài công tính sao? Mẹ, thì không lẽ để anh em bên đó chờ, nhổ neo chơi luôn, có ít chơi ít, nhiều chơi nhiều. Anh Liêm nói, tôi thở dài nhìn anh Sáu chờ quyết định của anh. Theo như kế hoạch thì họ sẽ chờ chúng ta trên biển 4 ngày là quá mức. Bây giờ mình đã mất hết 2 ngày rồi, nếu đi là phải quyết định ngay. Tiếng máy tàu nổ vang, chúng tôi tiếp tục sứ mạng truyền lửa về quê hương. Con tàu Exodus lại ra khơi, thay nhau lái theo hải bằng, chỉ có 3 người một chuyến hải hành kỳ lạ mà ông hải quân cận duyên chưa bao giờ gặp. Thay nhau ngủ, 2 lái 1 ngủ rồi đến ngày thứ 5 thì đến vùng biển Việt Nam. Đúng 7 giờ chiều củi vào mũi kê gà, ẩn mình trễ 1 ngày. Vùng biển mênh mông, ghe đánh cá khắp nơi, không thấy tụ biên phòng, không một tín hiệu nhận diện, coi như thất bại quyết định tối hậu là nán lại 8 tiếng đồng hồ. Cho đến 12 giờ thì có tín hiệu một chiếc ghe với 3 ngọn đèn, 1 trước 2 sau bên này, 2 trước 1 sau,
chiếc ghe tới gần nhưng chưa dám chắc ăn thì bên này nhá đèn cặp vào nhau. Trời ơi, mấy cha trễ quá vậy, tụi tôi tính rút nhưng nán thêm. Ừ, tại trở ngại mấy ông đi theo đòi quay lại trại tị nạn. Đừng có tin tụi nó bên công an tình báo nó gài người vượt biên nhiều lắm, thôi lẹ lên. Chuyển hết số hàng xong tôi nhảy theo lên chiếc ghe thì một ông cản. Thôi, người thì không cần đâu, anh đừng theo chúng tôi, các anh về mở một đường dây trên bộ cho an toàn. Tháng sau y hẹn ngang anh Sáu, thì họ quay mũi về bờ. Chúng tôi biến ra biển thật lẹ xong thở vào, chúng tôi trở ngược ra hải phận quốc tế đúng 3 giờ 30 sáng, chạy hết tốc lực, biển tháng tư êm như trong sông. Mình làm chuyến nữa hả anh Sáu? Chú dám theo nữa không? Đi thì đi, sợ gì anh? Tôi thấy xâm nhập hải phận sao quá dễ, không thấy tụi tuần viên Việt Cộng. Nghe nói chiếc tàu Việt Nam thương tính từ Guam trở vào hải phận Việt Nam 24 tiếng đồng hồ tụi nó chưa biết, chứng tỏ tụi Việt Cộng chẳng có mẹ gì đáng sợ. Nó thắng mình tại vì đất đánh gì hết. Mấy chiếc PCF của mình để lại chắc hư hết rồi. Vừa đến hải phận quốc tế thì biển động mạnh, trời mưa bất chợt trong tháng tư bà già đi biển. Nhưng rồi chúng tôi cũng về sông Kla an toàn. Cho tàu nghỉ bến, mướn người trông coi, chúng tôi bù về Bangkok để gặp ông ủy viên quân sự từ Úc sang. Gặp nhau tại một khách sạn nhỏ rẻ tiền, ngoại ô Bangkok. Ông ủy viên quân sự là một cựu sĩ quan an ninh phi trường Biên Hòa, có khuôn mặt khắc khổ nhưng thông minh lanh lợi, thông binh pháp giỏi về tổ chức, ông khóa 1 năm 70 Thủ Đức. Xin trình bày với các chiến hữu một tin mới, tổ chức ông Lê Quốc Trúy cần gặp chúng ta và bên tìm xương người Mỹ Thái Quang Trung của bà Lê Thị Anh cũng có đề nghị chúng ta nhận tiền Mỹ để tìm xương Mỹ. Anh Sáu lên tiếng, như vậy thì Trung ương quyết định ra sao? Tôi thay mặt ủy viên Trung ương hỏi các anh vì các anh là đơn vị tiền phương cho ý kiến. Anh Sáu nói, theo tôi biết thì phe ông Túy nhận viện trợ của Tàu, họ đã gặp Hàng Niệm Long tại Hải Nam. Nếu dựa vào Tàu để làm cuộc cách mạng khác thì không có chính nghĩa. Nhưng dựa vào ai trong lúc này khi tụi Mỹ đã cảnh cáo chúng ta? Tổ chức chúng ta quá nghèo, vài trăm ngàn đô la đi làm một cuộc cứu nước như tát biển Đông bằng cái gầu múc nước giếng. Tôi đồng ý với nhận định của chiến hữu, nhưng phải có một thực lực thì tất nhiên mới có viện trợ. Tụi Cộng sản Việt Nam đang bị cô lập, chúng nó sẽ sập không sớm thì muộn. Nghe ông nói lối nhận định chủ quan chắc nịch mà chúng tôi không phản đối. Nhìn qua tôi, ông ủy viên quân sự hỏi, xin chiến hữu cho biết ý kiến ông kháng chiến binh Pháp. Tôi là người viết kháng chiến binh Pháp dựa trên các tài liệu của 12 thiên binh Pháp của Tàu và Mao sau này. Câu phương châm của kháng chiến quân là do tôi viết là sống dân thương, đi dân nhớ, đói dân nuôi, gặp kẻ thù dân che chở. Thưa anh, theo tôi, mình từ chối hết, không cần gặp họ làm gì, dựa vào sức của chính mình thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh. Nghe tôi nói tất cả trầm ngâm. Dân bên nhà ăn bo bo, bị quản lý chặt chẽ thì gạo đâu nuôi chúng tôi? Một câu hỏi hóc búa không đáp số. Tất cả thở dài, nhìn bên ngoài phố đã lên đèn. Chúng ta tạm nghỉ mai tiếp tục xuống Sukhumvit dạo chơi vài giờ cho thoải mái đầu óc. Sukhumvit là một nơi dân Âu Châu dòng về đây đủ mọi hạng người. Gái điếm đầy đường còn hơn Việt Nam, kỹ nghệ mãi dâm là nguồn thu ngoại tệ lớn của Thái. Vào quán phở Việt duy nhất, nơi này do Nguyễn Chí Trung làm chủ. Ông ta là cựu nhân viên tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa xin tị nạn chính trị tại đây sau khi Việt Nam Cộng Hòa mất. Người vợ tên Loan đã xuất hiện trong ngày lễ ra mắt của một tổ chức kháng chiến rầm rộ trước đây. Chào mấy chú! Ông Trung niềm nở đi ra sổ ngay tiếng Việt với chúng tôi không ngại ngùng. Chào anh! Chúng tôi đi tìm một cái bàn khuất ăn phở ông nấu tạm được, có còn hơn không? Các chú đi du lịch hay đi kháng chiến? Ông ta vào đề ngay. À, đi du lịch thôi, kháng chiến gì anh? Cách đây 2 tuần có 2 ông Việt Nam bên Úc đến đây thuê phòng. Họ dạy Bắc Thái lo chuyện xâm nhập vào Việt Nam. Chuyện đó bây giờ như đi chợ, nếu các chú muốn tôi giúp cho, như tôi đã giúp mấy ông trước kia. Mẹ, chưa gì đã lậu hết. Anh Sáu nói sau khi ông Trung vào nhà bếp bưng phở ra. Bangkok là ổ tình báo mà Z28 viết rất hay, cuốn cạm bẫy dòng Chao Phia. Bắt em lên Nakhon Phanom ngày mai, xem thằng Lôi Công nó làm ăn ra làm sao. Chưa gì ông Trung này biết thì coi như xóa hết làm lại, chuyển hướng về Udon Thani. Ông ủy viên quân sự mặt dày ra chửi lớn.
Mẹ, lôi hổ gì mà khù khờ chết bà. Tôi làm thinh không lẽ hai thằng bạn tôi ngố một cách đơn giản như vậy. Phần thứ nhất đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai.